bây giờ bắt đầu khu quà. Khu quà của bạn Thảo trước. Má mày ngon cho tao cười đi, tao mất mẹ. Không biết. Tất cả đâu sao vậy, nó phải tự nhiên mới vui. Trời, quà đẹp quá à. Không biết đỡ sao luôn á. Khu quà xin trả tiền nha. Tiền gói quà là hết 30 ngàn đó. Không, tiền ăn tiền uống nãy chưa trả tăng. Không, bà nội. Trời. Trời gói bằng thì súng mắc keo luôn hả? Chắc dữ. Nói chung là con gói quà nó gói nó Thảo. Hơn là còn sực nhớ nó còn đi gói quà. Ai làm buông bét cái này luôn vậy? Chứ đâu để mở đẹp đẹp nó thì giữ lại cái nơ là được rồi. Giữ lại cái nơ. Định thấy Hello Kitty định dán thôi bỏ. Đây bộ dưỡng da, chăm sóc da, body care set. Cảm ơn bạn Thảo. Bớt diễn, đúng bớt diễn, bớt diễn. Rồi, sau đây là sẽ có quà của bạn Ngọc Anh. Gì đây? Trời, có hình con chó nữa, rất là dễ thương nha. Đứa làm chó. Năm nay năm con heo mà đi hình con chó. Chơi kỳ. Xài tới vậy, xài cả năm. Xài 2 năm chưa hết. Sao làm hồi hộp. Không, cái mùi nó thơm. Thơm lắm vậy. Cái mùi không, tao thích cái mùi chai xanh dương á. Tao đang xài chai xanh dương nè, rất là thơm. Chai xanh dương với này màu tím cũng được. Màu hồng hơi ngọt. Đúng rồi, chỉ có 2 màu đó. Hồi nãy bà nói đồ tới vậy, tôi thiết nghĩ trong đầu nó là cái gì? Bikini hả ta? Hay là... Underwear. Underwear. Không, cái chai xanh dương với chai màu tím thôi. Đẹp mà. Thấy rồi, Thảo biết là anh chậm đó. Dữ dội quá. Đâu quay qua còn. Còn quà nó tiền Thắng luôn đi. Dữ dội quá. Rồi. Nói chung là rất là nhiều. Ê, phải khác biệt cái quà này là cái gì? Quà này là cái gì Ngọc Anh? Ủa, mắc mớ gì bà khác biệt cho bà hỏi tôi. Ai giống hộp sữa á bây. Sữa tươi Đà Lạt. Quà gì đây? Không, có cảm giác là nó... Đấy nha, một là lotion dưỡng ẩm. Hai là sữa tắm hoặc dầu gội gì đó. Tại vì thấy có cái vòi. Biết đâu là sữa rửa tay chứ không được. À body lotion này của Thái Lan nè, phải không? Trời ơi, không, cái quà này thích hơn. Không, ý nó nói là sau khi tắm phải sức cả hai, hiểu không? Ý là con trang người nó thúi lắm đó. Mày coi nè, mày coi đồ nè, toàn mà để dưỡng da. Dưỡng đồ nó thúi lắm đó là mày biết rồi. Bạn đó mà chỉ tặng thôi, người ta có chồng mà phải thơm chứ. Đây à, hiệu này của Thái mà. Đúng rồi. Rồi còn gì nữa không? Không còn mà thấy à, mà còn cho nó tròn đó. Rồi thôi, bạn tiết mục bóc quà đã hết rồi, bây giờ xin mời bạn Trang trả tiền cho hai bạn. Từ từ bà nội đây. Rồi. Ê mà nó nghe nè, Trang quay này xóa mão. Happy birthday Trang. Chúc Trang luôn vui tươi, luôn trẻ, luôn đẹp. Cảm ơn các bạn. Chưa, từ từ. Còn bạn. Còn bạn Ngọc Anh chỉ có một lời chúc chân thành.